và hôm nay là sự hội tụ góp mặt của các ca sĩ đến từ ba miền Bắc Trung Nam. Và bây giờ một trong những người mà chúng tôi nhắc đến, một người con của xứ Kinh Bắc, một người con của đất học, một người con của mảnh đất âm nhạc. Và xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu để cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa. Xin kính thưa quý vị đôi ngoại hai họ hai gia đình. Tôi là em của anh Châu, là bạn của anh Thà, là em của anh Lưu Quang Lãm. Tôi về quê hương Gia Lương ngày xưa, bây giờ là Lương Tài và Gia Bình, từ thập niên 80. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên được về dự ngày hạnh phúc của con gái là cháu nuôi cũng như là con của anh Châu và anh Thà. Đấy là một cảm xúc đặc biệt trong chương trình hôm nay. Tôi về đây từ cách đây 2 tiếng. Vừa rồi chúng ta được nghe hai giọng ca trẻ của hai cháu đã trình bày. Sau đây tôi đưa quý vị trở về một giai điệu rất là quê hương, rất là gần gũi. Trước khi vào chương trình, thay mặt cho những người anh em chân quý của gia đình, xin chúc phúc gia đình đội ngoại, xin chúc phúc anh Châu, anh Thà, các chị, cũng đặc biệt là chúc phúc cho hai cháu. Trước hết là mạnh khỏe, hạnh phúc trăm năm và điều tốt lành, và xây dựng hạnh phúc của gia đình mình ngày càng phát triển hơn nữa. Và sau đây tôi xin kính tặng quý vị một ca khúc rất nổi tiếng và quen thuộc, mang đậm chất liệu của dân ca quê hương Bắc Ninh, bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Và đặc biệt tôi rất là trân trọng ngưỡng mộ ban nhạc đầy đủ và trang phục rất là đẹp, trong một không gian rất là tuyệt vời. Hôm nay trời cũng mát rời và chúng ta đang ngồi ở bên sông Đò, bên qua chợ Đò, càng lãng mạn hơn, càng đẹp hơn. Tôi xin kính tặng quý vị bài hát với tựa đề Về Quê. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dẫu sương say nắng nhưng chợ nghèo liều xanh mãi diều kia giá ngay như cho ban nhạc và đặc biệt là giọng ca của anh Thà trưởng thôn ngày xưa quê tôi gọi là Lý trưởng, đề nghị cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Thà rất nhiều.